Đây là bánh khoai mỡ, mình mới vừa chiên xong. Bánh này bên ngoài thì giòn xốp, bên trong dẻo, dai, nhưng mà có độ xốp giống như là rễ tre, tàn ong vậy đó, chứ không có phải là dẻo quẹo nha. Ở xứ lạnh thì chỉ có khoai mỡ tím, đông lạnh, nhập khẩu từ Việt Nam qua. Thì các bạn có thể mua trong tất cả các chợ Á Châu đều có bán. Cái khoai mỡ mà có màu tím nhìn nó tự nhiên nè, màu tím nó lợt lợt thôi. Cái khoai này nó to to nó chứ nó không có mịn, thì mình nấu canh rất là ngon. Nhưng mà làm bánh á, thì mình phải cho vô cho máy xay, bởi vì nó còn lợn cợn, nó chưa có mịn. Còn cái khoai mỡ mà mình thấy màu tím đậm nè, nó xay mịn như giống như là sinh tố vậy, mịn thiệt là mịn luôn. Lúc đầu mình nghĩ người ta cho màu tăng thêm cái độ tím, nhưng không phải, đây chỉ là một loại khoai tím mà nó tím đậm chứ không có màu gì hết trơn trong này. Thì khoai này nấu canh không có ngon, bởi vì người ta xay quá mịn. Khi rã đông á, thì mình ngửi được có cái mùi khoai mỡ. Gói khoai mỡ này mình chỉ làm bánh thôi. Khi làm bánh khoai mỡ đó, mình làm khoai mỡ không thì chưa có đủ, thêm một củ khoai lang khoảng 200g. Nhớ là khoai lang trắng nha, để bớt đi cái độ tím. Nếu mà cái khoai tím mà nó tím nhiều quá đó, thì mình làm bánh nó không có đẹp. Có chút xíu nước ở trong này mình bỏ đi, không có lấy cái nước nha. Đó, mình rã đông hết rồi, bây giờ đem đi hấp cho thiệt là chín luôn. Khoai lang cũng gọt vỏ xong rồi, bây giờ đem đi hấp chung với khoai tím luôn. Cái khoai mà tím quá đó, mình cho khoai lang vô để giảm bớt đi cái độ tím. Khoai mà nó càng ít tím á, mình chiên cái bánh nó sẽ đẹp hơn, cái màu nó đẹp. Còn khoai mà có màu tím đậm á, mình chiên bánh ra thì cái bánh nó sẽ có cái màu không có đẹp, màu đậm lắm. Đó, có khoai này mình đã hấp 25 phút rồi nè. Người ta xay như thế nào mà thành giống như là bột vậy đó, nó nhuyễn rứt luôn. Cái này là mình đỡ phải tốn thời gian mà tán nhuyễn hay là xay lại. Để gì đây, mình trộn chung với bột luôn, rất là tiện lợi và nhanh gọn lẹ luôn. Lưu ý là khi khoai còn đang nóng đó, mình đừng có cho bột vô nha. Đợi cho cái khoai á, nó nguội hẳn đi thì nó sẽ đặc sệt lại như vậy, nó sẽ hút nước á, mất nước đi. Còn cái khoai sệt sệt như vậy thì mình trộn bột vô, bởi vì bột nếp á mà mình trộn vô trong cái khoai mà nó đang nóng đó, thì nó sẽ chảy ra, làm cho bột mình nó nhão hoài. Lúc đó thì phải cho bột thêm 80 gram sữa đặc. Đây là sữa đặc có đường, cho nên mình không có cho đường, mình chỉ cho sữa đặc thôi. Nếu mà các bạn có nước cốt dừa mà cái loại cream á, loại đặc kẹo đó, mình cho khoảng chừng 2-3 muỗng canh. 130 gram bột nếp, 130 gram bột bắp, 1 muỗng canh bột mì, mình trộn chung lại với nhau. Nếu bạn nào thích bánh ngọt hơn thì cho thêm 2 muỗng canh đường nha. Nếu như các bạn thích mà cái bánh đó, nó dẻo, nó dai, nó dai nhách luôn á, thì mình cho bột năng nha, mình thay bột bắp bằng bột năng. Còn muốn cái bánh khi mà nó nguội nó vẫn mềm, bánh nó dai nhẹ nhưng mà xốp, thì mình cho bột bắp nha. Rồi khi mà cho bột á, thì mình cho từ từ để nhồi cho nó dễ chút. Trộn cho cái bột á, nó hòa quyện với khoai trước đi rồi mình mới nhồi tay. Nếu mà có máy á, thì các bạn cho vô trong máy á, nhồi chừng vài phút là xong. Khoai mỡ này nó dẻo dữ lắm luôn, khi mình nhồi tay đó, nó dính. Các bạn nhớ là dùng bọt áo hay là thoa dầu vô cái tay trước khi nhồi. Cái bánh này mình hấp khoai mỡ càng khô thì mình cho bột càng ít, cái bánh nó càng ngon. Cho bột nhiều quá thì cái bánh nó sẽ không ngon, mất đi cái mùi của cái vị của khoai mỡ. Rồi bây giờ mình cho khoai lang vô luôn. Khoai lang này nó cũng khô, khoai lang Nhật á, nó cũng khô thôi, nó không có nhão. Nếu các bạn cho sữa đó thì có nên cho sữa khô á, sữa sấy khô á, đừng có cho sữa tươi nha. Sữa nước á sẽ làm cho cái bột á nó nhão hơn. Rồi lúc đó mình cứ cho bột hoài thì thành ra là
cái bánh nó toàn là bột không, mà cái khoai mỡ nó rất là ít. Khoai lang mình cho vô trong cái bánh này nó có rất là nhiều công dụng nha, như là tạo độ giòn xốp cho bánh khi mình chiên á, rồi thứ hai nữa là tạo độ ngọt cho bánh này mình bớt bỏ đường đi, thứ ba nữa là mình làm giảm đi cái màu tím của khoai khi mình chiên bánh, nó sẽ đẹp hơn. Giữ lại một ít bột này để lát nữa mình làm bột áo. Đó, nhồi mà khoai mà nó đặc gì nè, nó không có nước luôn, mình không có cho sữa tươi luôn. Nếu mà cho sữa tươi vô nữa thì cái bột á, nó nhão nhạt luôn. Mình nặn bánh nó xấu lắm, nó nhão, nặn bánh nó rất là xấu. Rồi bây giờ á, mình đậy lại, ủ khoảng 15 phút đi, để cho cái bột á, nó định hình trở lại. Trước khi chiên á, thì nặn bánh trước đi, mình để bánh sẵn đi rồi mình chiên cho nó nhanh. Bánh này chiên không á thì ăn nó cũng đã ngon rồi, nhưng mà nó hơi bị chán, cho nên á, mình lăn qua một ít mè để cho nó có cái mùi thơm thơm rất là ngon. Đó, lăn ít về thôi, không có nhiều lắm. Có mè thì tăng thêm cái độ ngon của bánh, mùi thơm rất là thơm nha. Rồi, nặn xong hết bánh rồi, bây giờ là chuẩn bị đi chiên. Thời gian chiên cũng khá là nhanh thôi. Bắt chảo dầu lên, thì mình thử cái dầu, nếu mà cục bột nó nổi lên thì dầu nó đã sôi rồi. Lửa thì mở lửa trung bình thôi. Chiên từ từ thì cái bánh nó chín từ trong ra ngoài luôn. Đó, dầu mà nó nóng lên rồi đó, cái bánh nó nóng lên thì nó sẽ phồng lên nè. Chiên cho cái màu nó đậm đậm chút á thì cái bánh nó sẽ giòn. Chiên mà cái màu nó hơi vàng nhẹ, hơi vàng lợt lợt á thì cái bánh nó sẽ không giòn nha. Muốn chiên cho nó bánh nó giòn á thì phải chiên cho cái màu nó đậm vậy nè thì bánh nó mới giòn, giòn mà xốp nhờ có khoai lang nha. Bánh này mà đem ra ăn liền á thì ngon tuyệt vời luôn. Tiếp tục chiên cho đến khi nào mà hết thôi, chiên khoảng chừng 3 lần là hết rồi. Đó, cái vỏ nó giòn xốp nè, bên trong ruột á thì nó cũng xốp nhưng mà nó dẻo nha. Đây là món bánh khoai mỡ đây. Không phải ở Việt Nam thì mới ăn được món bánh này nha, ở nước ngoài cũng vẫn ăn được mà rất là ngon nha. Bánh khoai mỡ của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.